Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Phúc âm là giải pháp cho thế giới này. Phúc âm là thuốc chữa bệnh cho thế giới này. Anh em nghe lời chứng của cô gì đó, này là cô Bích Nhiên. Anh em thấy có bác sĩ nào mà chữa bệnh tổng hợp không? Không có. Nếu tôi bệnh tim, tôi phải đến bệnh viện tim. Nếu tôi bị mắt, tôi phải đến bệnh viện mắt. Nếu tôi bị gan, bị thận, bị gì, tôi phải đến một bác sĩ chuyên cái điều đó. Còn bác sĩ Giê-xu chữa tổng hợp được. Từ đầu đến chân có cái gì chữa tốt hết. Thế thì Chúa không tốt là vậy anh em. Tôi nghĩ đến với Chúa không phải chỉ là Ngài là đấng chữa lành, nhưng mà Ngài là đấng cung ứng một đời sống thịnh vượng và sức khỏe. Nghĩa là chúng ta khỏe đến nỗi không cần bệnh đâu. Khỏe đến mức độ mà không gặp bệnh bao giờ. Cho nên tôi kết luận chị, mỗi ngày hãy kết nối với Đức Chúa Trời, kết nối với Ngài và sống phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa Giê-xu. Mọi lĩnh vực sức khỏe, gia đình, tài chính, con cái, vợ chồng, nghề nghiệp, hãy phụ thuộc vào Ngài. Thì tôi nói rằng đời sống chúng ta sẽ kết quả đắc thành. Không ai tốt như Chúa Giê-xu, không đấng nào tốt như Ngài. Cho nên Ngài xứng đáng để chúng ta ngợi khen. Amen. Ngài xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Amen. Ngài xứng đáng để từ sáng đến chiều trong tâm lòng chúng ta tôn kính Ngài. Tôi ước ao là một ngày có hơn 24 giờ để thờ phượng. 24 giờ quá ít. Chúa phải cho nhiều hơn 24 giờ để chúng ta được thờ phượng. Tại vì không đủ lời. Thực sự là riêng cá nhân tôi không đủ lời. Không đủ lời để nói lên những điều tốt của Chúa Giê-xu. Chúa tốt không anh chị em? Bây giờ tôi hỏi anh chị em một câu nha. Trước khi chia sẻ lời Chúa, nếu Chúa tốt như vậy, Chúa đã cho chúng ta sự cứu rỗi, Chúa đã cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta sống một đời sống an ninh, bình an, vui mừng. Thế thì hiện giờ anh em đã mong đợi điều gì? Tôi nhắc lại câu hỏi. Thế thì hiện giờ anh em đang mong đợi điều gì từ Chúa nào? Mong đợi điều gì? Em nè, em mong đợi điều gì từ Chúa? Mong đợi điều gì từ Chúa? Không, phải cô thả. Em mong đợi cái gì? Mong đợi từ Chúa là Chúa luôn mang sức mạnh để cảm ơn em. Em mong có sức mạnh, tức là có sự tốt để bước đi tiếp với Chúa. Cảm ơn. Thế còn ai có câu hỏi, ai có câu trả lời nào khác không? Ví dụ như chú, nhà chú mong đợi gì từ Chúa bây giờ? Cảm ơn Chúa. Cái điều mong đợi của chú thật sự là rất phù hợp với tâm tình của sứ đồ Phao-lô. Chú mong muốn nhận Đức Chúa nhiều hơn. Dạ. Còn người anh em này thì để có sức mạnh bước đi với Chúa. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó tốt cả. Tôi rất là hoan nghênh về những cái câu trả lời chân thành. Nhưng theo tôi đó, và cá nhân tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em tôi mong đợi điều gì. Và không biết rằng anh chị em có hưởng ứng không? Tôi mong đợi rằng Chúa quay trở lại. Thiệt sự như thế. Tôi mong đợi Chúa quay trở lại để được ở trong nhà đời đời của chúng ta. Và trong Khải Huyền nói, nơi đó nước mắt không còn, tiếng khóc không còn, đau khổ không còn. Đời đời ca ngợi Đức Chúa Trời. Anh chị em có thích cái viễn cảnh đó không? Tôi mong là. Cho nên anh chị em hãy nói với nhau rằng chúng ta nên mong đợi Chúa quay trở lại.
Hãy nói với người bên cạnh, chúng ta phải mong đợi Chúa quay trở lại. Biết Chúa là tốt, Chúa thêm sức mạnh là tốt, nhưng tất cả những điều đó tôi nghĩ rằng là điều mà chúng ta cần. Ví dụ như nhận biết Chúa như Chúa này đó, đó là nhận biết đời đời. Thực ra lên cả thiên đàng chúng ta cũng cần nhận biết Chúa. Chúa chúng ta là vô tận, chúng ta sẽ nhận biết Chúa cả cõi đời đời. Còn thêm sức mạnh như người em này nói, thì thật sự ở dưới đất mới gặp sức mạnh. Vì dưới đất mới có quỷ, trên thiên đàng đó. Thiên đàng không có quỷ, cho nên trên đó chỉ ca ngợi Chúa thôi. Cho nên bây giờ nếu chúng ta Chúa trở lại để đón chúng ta, thì tất cả mọi điều chẳng hết. Đúng chứ? Chúng ta sẽ vui lòng. Bởi vậy cho nên đề tài mà tôi nói với anh chị em hôm nay là gì? Chúa trở lại. Chúa trở lại. Tôi sẽ cậy ơn Chúa chia sẻ cho anh chị em hôm nay đề tài Chúa trở lại. Chúa trở lại. Cái câu trả lời của chúng ta đó, nó bày tỏ cho chúng ta biết là đức tin chúng ta đang tập trung vào điều gì. Đức tin chúng ta đang tập trung vào chuyện chờ đợi, mong chờ, trực sẵn, chuẩn bị sẵn sàng, thức canh, tỉnh thức để chờ Chúa quay trở lại đón chúng ta. Hay là đức tin chúng ta đang hướng vào việc tài chánh, sức khỏe, gia đình, tất cả những điều gì xung quanh. Còn đức tin chúng ta đang tập trung vào điều gì thì câu trả lời chúng ta nó thể hiện ra điều nào. Cho nên nếu ngày hôm nay anh chị em nói rằng mình tập trung vào điều Chúa trở lại, nhận biết Chúa, đó là điều cực kỳ tốt. Cũng như Kinh Thánh chép, hãy tập trung vào Chúa Giêsu, Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và cuối cùng của đức tin chúng ta là gì thưa anh chị? Đó là khi Chúa Giêsu quay trở lại và chúng ta chạm Ngài, thấy Ngài, đợi Ngài, ở với Ngài và trở nên giống như Ngài. Giống như sứ đồ Giăng đó, chúng ta trở nên giống như Ngài. Chúng ta bây giờ không biết thế nào, nhưng mà khi Ngài quay trở lại thì chúng ta sẽ được giống như Ngài. Đó là hy vọng của chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy chiêm kể về đó. Thưa anh chị em, chúng ta hôm nay sẽ nói về đề tài Chúa trở lại. Đề tài Chúa trở lại. Và khi tôi suy ngẫm về cái chuyện Chúa trở lại đó, thì tôi thấy có một điều mà chúng ta cần phải làm rõ trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Đó là liệu có khác không cái khái niệm Chúa trở lại và Chúa Giêsu tái lập. Liệu có khác không? Hay nó là một? Người ta nói rằng Chúa Giêsu sắp tái lập. Rồi anh em mình nói với nhau là ui, Chúa sắp quay trở lại. Hai cái đó là một hay là khác nhau? Phải không? Cho nên chúng ta cần phải làm rõ. Trước khi làm rõ thì tôi đọc cho anh chị em thấy ở trong sách Giu-đê chương 15 có nói như thế này. Này Chúa ngự đến với muôn vàn thành, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc, không tin kính họ đã phạm. Cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài. Giu-đê chương 15. Khi tôi đọc câu này tôi thắc mắc. Thế muôn vàn thánh này, muôn vàn thánh đồ này ở đâu mà lại Chúa ngự đến? Tại sao Chúa lại ngự đến cùng với họ? Với muôn vàn thánh đồ ngự đấy, các thánh đồ này ở đâu? Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Hoặc là trong Khải Huyền chương 19 câu 6 có chép đoạn tôi lại nghe, có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc tiếng sóng dữ, mà rằng Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Và trong câu 11 là đang mô tả về cái chuyện Chúa xét xử thế giới này. Chúa ngự đến với muôn vàn thánh đồ, Chúa ngự đến với những đạo binh cực kỳ đông và mặc áo trắng. Từ đó chúng ta mới suy nghĩ rằng trước khi Chúa Giêsu tái lập có một sự trở lại của Chúa Giêsu. Và tôi gọi đó là sự trở lại để cất hội thánh về với Ngài. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về chuyện Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian này, thì đó là hai sự kiện. Mà hai sự kiện đó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau về thời điểm, khác nhau về bản chất. Sự trở lại lần đầu tiên của Chúa, đó là sự trở lại để cất hội thánh trở về với Ngài và để làm tiệc cưới chiên con. Nhưng sự Chúa Giêsu tái lâm, nó không còn là những tiếng reo hò vui mừng nữa, nhưng đó là ngày kinh khủng, ngày đón xét, ngày hủy diệt, ngày để tận diệt cái thế giới bất kính và hung hăng này, để thiết lập trời mới, đất mới, thiết lập 1000 năm hòa bình ở trên đất này.
thiết lập lại, chưa phải trở mới đâu thôi, thiết lập lại 1000 năm hòa bình trên đất này để Chúa Giêsu cai trị cùng với các thánh đồng của Ngài. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hãy bắt đầu chủ đề hôm nay với đoạn kinh thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 16 và câu 17. Tôi sẽ khởi sự đọc lời của Chúa và chúng ta hãy theo dõi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 14, chương 4 câu 16 17 chép như sau: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa từ trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến là chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Amen. Đây tôi gọi là sự trở lại để cất hỏi thánh lễ. Nếu anh chị em đã từng xem bộ phim Trở Lại, tức là Chúa quay trở lại, sự mở lại, bị mở lại, anh chị em sẽ thấy phim đó mô tả cái hiện tượng này. Cái hiện tượng mà một chiếc xe đang đi ngoài đường như thế này tự động nó đâm vào cột nhà, bởi vì ông tài xế biến mất. Chiếc máy bay đang bay trên không trung tự nhiên nó lao đầu xuống đất, đâm cái râm bốc cháy đùng đùng tại vì ông phi công biến mất. Và đó là một cái ngày mà cả thế giới này không biết điều gì đang xảy ra. Tới cái ngày mà mục sư đang đứng giảng một giảng này, nháy mắt tất cả các tín đồ biến mất, mọi người lặng đứng. Tôi gần lắm. Cả một cái hệ phái, hàng mấy ngàn tín đồ, mấy ngàn những người tin Chúa biết sạch, chỉ còn hội trưởng với ông phó hội trưởng. Cái ngày đó cũng hoặc là cả một gia đình đang nằm ngủ nghỉ với nhau, thức dậy vợ con đi đâu mất tiêu hết, còn ông chồng nằm quen quen. Cho nên tôi nghĩ cái ngày đó khá thú vị, thú vị cho chúng ta nhưng cực kỳ sợ hãi cho thế giới này. Phải không? Thú vị cho chúng ta nhưng sợ hãi cho thế giới này. Thế giới này không biết điều gì xảy ra. Cho nên hôm nay chúng ta nói về điều này để chúng ta biết phân biệt, biết phân biệt. Ngày Chúa quay trở lại thì Chúa chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 2 là: vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Tức là Chúa đến bất thành lên, Chúa đến rước chúng ta bất thành lên. Có thể đêm nay, có thể một tiếng đồng hồ sau, có thể ngày mai, có thể ngày kia, có thể cuối tuần, có thể tuần sau. Nói chúng ta không biết được. Và điều đó bất thành lên như kẻ trộm trong ban đêm. Cả ai trong chúng ta mà biết rằng là thằng ăn trộm nó sẽ chui vào nhà mình lúc 1:15 không? Hay là nó chui vào cái lúc mà chúng ta ngủ say nhất, không biết đúng không? Nói chung Chúa dùng câu đó để nói về sự bất ngờ. Không ai biết, không ai để ý. Và chuyện chúng ta được cất lên hay ở lại là một chuyện vô cùng hệ trọng. Thưa trẻ, chúng ta có thể tin Chúa, chúng ta có thể đi theo Chúa, chúng ta có thể đạt được rất nhiều thứ dưới đất này. Chúa có thể ban cho chúng ta sức khỏe, phước hạnh, sự chữa lành, sự giải phóng, một gia đình êm ấm, một nghề nghiệp, xe hơi, nhà lầu. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa về điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất là khi Chúa trở lại, chúng ta có được cất lên hay không. Mà nói thiệt với anh chị, lúc cất lên thì đừng mang theo nhà bạc, nó nặng lắm. Các bạn, nhà lầu sẽ hơi mỏ hết, nó nặng, nó không bay được. Lúc cất lên là chỉ có cái mình không thôi, nó mới nhẹ, nó mới đi lên được. Cho nên tâm trí chúng ta đừng bám vào những điều gì ở đời này. Tâm trí chúng ta phải sống sẵn sàng chờ đợi rằng hãy Chúa trở lại là lập tức chúng ta được cất lên. Và thú thiệt với anh chị em, tôi tin Chúa là tôi chờ cái ngày đó, rất mong đợi cái giây phút. Và tôi nói Chúa ơi, con không muốn bị bỏ lại, con muốn được cất lên. Làm gì làm, ở dưới đất này Chúa muốn dùng con kiểu gì thì được. Làm gì làm, chẳng mà Chúa trở lại, hãy cho con bám càng đi theo. Ở lại thì rất là nguy hiểm, phải không? Không được ở lại. Phải. Cho nên bây giờ anh chị em ơi, trong cái đoạn văn mà chúng ta vừa đọc đó, đoạn văn là Tê-sa-lô-ni-ca 4 chương 4
Nhất chương 4 câu 16, 17. Chúng ta hãy chú ý cái từ cất lên à, chú ý cái từ đó nha. Cái từ cất lên này là ở trên cái tiếng mà Hy Lạp dịch sang tiếng Latin, nó có nghĩa là hamaso. Và cái từ này nó có nghĩa là lấy đi, đem đi một cách bất thần linh bởi một sức mạnh à, từ đó, từ cất lên nó có nghĩa gì này? Lấy đi, đem đi bất thần linh bởi một sức mạnh. Và trong lịch sử Kinh Thánh, anh chị em sẽ thấy có hai con người đã trải nghiệm cái hiện tượng này. Anh chị em biết hai người nào không? Người thứ nhất, yes, đúng rồi, người thứ nhất là Henoch. Người thứ hai là Henoch thì cũng được cất lên, đúng là như thế, nhưng mà Kinh Thánh không có nói rõ lắm là ông được cất lên như thế nào. À, Kinh Thánh chỉ biết rằng là Henoch đồng đi với Đức Chúa Trời rồi mất đi vì Đức Chúa Trời tiến trước rồi. Còn ở trong Hebrew chương 11 câu 5 thì có nói rõ hơn một chút là bởi đức tin mà Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên bởi chân trước khi được tiếp lên. Người được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Thấy không ạ? Đâu có phải là muốn cất lên là được cất lên, đúng không? Để cất lên có hai điều kiện. Thứ nhất, bởi đức tin. Anh chị em ngồi đây, anh chị em khác với người ngoài thế gian, anh chị em biết khác chỗ nào? Vì anh chị em có đức tin, còn họ không có đức tin. Nhìn bề ngoài thì không khác gì cả, vẫn là con người đó, vẫn ăn mặc như vậy, vẫn uống nước đó, vẫn ăn cơm, vẫn ăn cá, ăn thịt, vân vân, vẫn đi làm, vẫn ở nhà tường gạch như nhau, chứ không phải là ở nhà giáo vàng. Nhưng cái khác nhau ở chỗ là anh chị em mình có đức tin mà người khác không có. Và đức tin là điều kiện, đức tin là cái điều mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy để đánh dấu một con người và làm cho người đó được cất lên. Và điều thứ hai là người đã được làm chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Vừa lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu nói chúng ta nhiều khi cũng chắc mình, đúng không vậy? Không phải ai nói lạy Chúa là bạn với thiên đàng, nhưng phải là người làm theo ý Cha ở trên trời. Cho nên lạy Chúa thì rất nhiều. Nhiều người ai cũng lạy Chúa hết, thậm chí người chưa tin họ cũng lạy Chúa. Họ hát cái bài gì này, lạy Chúa gì đó lúc tâm ở trên nhạc vàng là cũng hát lạy Chúa. Và người thế gian khi người ta khổ nạn người ta cũng lạy Chúa, người ta cũng trời ơi đất hỡi, nhưng mà cái đó nó không đủ để cất lên, bởi vì họ thiếu điều gì ạ? À? Sống vừa lòng với Chúa Trời. Tôi hy vọng là tất cả anh em mình sẽ là những người sống vừa lòng với Chúa Trời, sống vừa lòng. Điều đó rất quan trọng. Còn Eli thì tuyệt vời rồi. Eli là một tiên tri tầm tuần với Chúa, một tiên tri sống hết lòng cho vương quốc của Chúa, sống hết lòng vì dân tộc của Chúa, sống hết lòng vì những nhiệm vụ của Chúa. Một mình ông chiến đấu với những tà thần, một mình ông chống lại cái ác, bỏ mạng sống mình, hy sinh tất cả những cái điều riêng tư của mình để thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy trong các vua 2 chương 2 câu 11 đã chết. Hai người vừa đi, hai người này là Elise và Eli, hai thầy trò vừa đi, vừa nói chuyện với nhau thì kia có một cái xe lửa và một ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Wow, ước gì giờ mình thấy hiện tượng này. Thầy tự nhiên thấy người đang đi đi xe lửa cái đưa lên trời, đúng như phim khoa học viễn tưởng, đúng không? Nhưng mà có thể là đấy, có thể trong Kinh Thánh Elise đang bám theo Eli để đi thì một chiếc xe ngựa lửa chẻ hai người lần đó, và Eli được cơn gió lốc bốc lên trời và Eli không thấy sự chết. Và những hiện tượng như thế này sẽ được lặp lại một lần ngày nào đó trong đời sống của mọi chúng ta. Tôi không biết đó là ngày nào, và tôi nghĩ rằng anh chị em cũng không biết đó là ngày nào, nhưng mà chắc chắn một điều rằng rồi đây chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến hiện tượng này. À, bây giờ chúng ta sẽ phân tích một chút xíu. Là cái sự Chúa trở lại nó được hứa như thế nào và nó khác với cái sự tái lâm ở đâu. Anh chị em có nhớ trong sách Giăng chương 14 câu 2 câu 3 Chúa chép như thế này: trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Kìa, ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi,
ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Dân chương 11 câu 2 câu 3. Anh em thấy không ạ? Chúa về trời không phải về trời để chơi đâu. Chúa về trời và có cả một công trình trên thiên đàng đang làm cho mọi chúng ta. Ngài xây dựng cho chúng ta một chỗ ở. Ngài chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta. Và Ngài nói rằng khi Ngài làm xong rồi đó thì Ngài quay trở lại. Không phải quay trở lại để đón cả thế gian. Ngài quay trở lại để đón con cái Ngài về, để ở với Ngài đời đời. Cho nên chị em ơi, đó là niềm hy vọng của mình. Đó là điều mà đức tin của chúng ta hôm nay phải nhắm đến. Tôi nói thiệt với chị em, cuộc sống trần gian như một quán trọ. Hôm nay tôi cũng, năm nay tôi cũng 50 tuổi rồi. Và tôi nghĩ rằng mình đã bước sang nửa bên kia của cuộc đời rồi. Nó cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Tôi nghĩ rằng 30 năm trước mình như một người thanh niên, trai trẻ. Và lúc đó tôi nghĩ rằng cuộc sống mình là đời đời. Chẳng bao giờ mình già, chẳng bao giờ mình yếu sức, chẳng bao giờ tóc mình bạc, cũng chẳng bao giờ mà mình cảm thấy là mình cứ nghĩ là đời đời. Nhưng bây giờ khi bước sang tuổi 50, bước sang cái tuổi đó rồi, anh chị em sẽ thấy đời sống con người ngắn ngủi vô cùng. Rất ngắn ngủi, nháy mắt là xong. Mà sứ đồ Gia-cơ nói là đời sống con người là gì? Chẳng qua như hơi nước, nó xuất hiện ngay và là tan mất. Cho nên thưa anh chị em, đừng để ý quá nhiều những việc đời này. Đừng đầu tư quá nhiều vào cái quán trọ này. Hãy tận hưởng nó bởi ân điển của Chúa. Giống như anh chị em vô khách sạn 5 sao ở, hãy tận hưởng tất cả những dịch vụ 5 sao. Chứ đừng có mua tủ lạnh về sắm vào đó. Đừng có sắm TV treo vào đó. Đừng có kêu thợ sơn lại tường giùm tôi. Ngày mai anh chị em sẽ đi. Amen. Trần gian là quán trọ. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, cho con tất cả mọi điều để con tận hưởng ân điển khi con sống trên đất này. Nhưng con đang chờ đợi ngày con trở về nhà của con, căn phòng mà Chúa Giê-xu sống cho con. Đây mới là nơi con đầu tư. Con sẽ sắm tủ lạnh mà đừng sắm TV. Trong đó có TV không? Con sắm tất cả để con sẽ sống nơi đó. Đây là lời Chúa phải không chị? Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 51 đến câu 52 thì chép rất rõ. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều biến hóa. Anh chị em thấy, mình không chết luôn, mình chỉ ngủ thôi. Kinh Thánh gọi anh em mình bây giờ là đang ngủ. Nếu mình lìa đời, người thế gian thì chết, họ phải chết và họ nằm đó tầm 1.000 năm nữa. 1.000 năm bình an đó phải nằm đó. Rồi khi họ thức dậy là họ không phải thức dậy để vui hưởng như chúng ta, không phải thức dậy để gặp Chúa, mà thức dậy để bước đến tòa án. Thôi ngủ luôn cho rồi, thức dậy làm gì? Đâu còn bước đến tòa án. Cái ai mà muốn ngủ đêm mai ra tòa án xử, mai muốn, phải không? Nhưng người không có đức tin họ đang chờ cái điều đó. Còn chúng ta là chờ thức dậy để nhìn thấy Đức Chúa Trời. Anh chàng thấy tuyệt vời không? Tôi nghĩ rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ biết đó. Cho nên anh chàng, cái diễn tiến của sự việc Chúa trở lại, anh chàng hãy ghi nhớ hôm nay. Mình ghi nhớ để làm gì? Mình ghi nhớ để khi những điều đã xảy ra là mình biết. Trở lại với câu Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4, tôi sẽ thấy rằng là sự việc Chúa cất hội thánh lên được diễn ra theo tiến trình như sau. Thứ nhất, chính mình Chúa từ trời giáng xuống. Giáng xuống từ trời. Nhưng đặc biệt là Ngài không xuống mặt đất. Ngài không có đứng mặt đất, Ngài ở trên không trung. Ngài giáng xuống nhưng mà ở trên không trung. Rồi sao ạ? Và có kèm theo ba âm thanh lớn. Ba âm thanh lớn. Thứ nhất, tiếng kêu lớn. Ngài gọi những người thuộc về Ngài. Tiếng kêu. Chúa Giê-xu kêu một tiếng kêu. Và Kinh Thánh không nói rõ là tiếng kêu này là người bình thường đã nghe bằng lỗ tai này được không, hay là tiếng kêu thuộc linh, hay tiếng kêu như thế nào. Nhưng mà trong Giăng chương 5 câu 25 thì chép như thế này: quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến và đã đến rồi. Khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống. Những kẻ nghe sẽ được sống. Chúa Giê-xu đến và Ngài gọi. Khi Ngài gọi cái tiếng đó lên, thì những người thuộc về Ngài sẽ nghe. Tôi để ý tôi thấy cái điều này nó mầu nhiệm lắm nha anh chị, rất mầu nhiệm.
anh chị em thả một vài con bò, một vài con dê, một vài con thả. Khi anh chị em thả một bầy nó đang đi ăn như thế này mà anh chị em tập nó, khi anh chị em kêu đúng thế, kêu đúng thế, đàn dê nó trở về nhưng đàn bò tiếp tục làm đỏ. Nào để cho thầy, để thầy. Tức là mình kêu đúng cái tiếng thì con cừu, con dê nó sẽ nghe được cái tiếng đó nó trở lại. Nhưng con khác không nghe. Đức Chúa Trời nhìn xuống thế giới này, Ngài thấy chỉ có hai loại người thôi. Một loại người được tái sinh và một loại người chưa được tái sinh. Ngài có phân biệt hệ phái giáo phái. Ngài không phân biệt ngũ tuần hay là truyền thống hay là bát tiết hay là cái gì hết. Không phân biệt. Ngài nhìn xuống và Ngài thấy ô, đây là con cái của ta và đây là người chưa được tái sinh. Và anh chị em ạ, hãy chú ý đấy. Khi Chúa Giê-xu từ không trung xuống và Ngài kêu một tiếng lớn thì những người nào được tái sanh sẽ nghe được tiếng đó. Còn những người khác cứ trờ trờ cái gì cả. Đó là lý do tại sao có một sự đứng giảng này cao thánh biến mất. Không, mình đứng trờ trờ thì không có nghe đâu. Không đang làm gì nữa chứ. Không đang hành nghề tôn giáo. Không nghe. Tất cả ông giảng cho người khác có đức tin thật. Còn ông đang hành nghề cho nên ông nghe. Hả? Tái sanh mới nghe. Giống như anh em coi cái phim mà bị bỏ lại vậy thôi. Đứng giảng giảng rất không hồn nhìn xuống còn ai hết, rất là nguy hiểm. Đấy là vấn đề. Cho nên chỉ những người được tái sinh mới nghe được tiếng này. Chỉ những người được tái sinh mới nghe được tiếng này. Những người có thánh linh của Đức Chúa Trời, những con người mà sống thuận phục Chúa, có đức tin trong Chúa, tự họ có cái khả năng để nghe được tiếng này. Anh chị em hãy chú ý, đó là gọi là, tôi gọi là tiếng kêu lớn của Chúa Giê-xu. Ngày đến ngày kêu và nghe. Sau đó thì sao ạ? Tiếng thứ hai gọi là tiếng của thiên sứ lớn. Tiếng thiên sứ lớn. Thiên sứ này có thể là thiên sứ trưởng Michel. Có thể thôi chứ kinh thánh không nói rõ. Và thứ ba là tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai các thiên sứ thổi kèn khắp mọi nơi. Và những người tái sanh đó sẽ nghe được. Và tiến trình tiếp theo là gì ạ? Những người tin nhập Chúa Giê-xu mà đã qua đời rồi đó, tức là được chôn ở trên dưới đất rồi đó, những người đó tự động họ sống lại và họ có một thân thể mới. Thấy mọi người đó nha. Anh chị em sẽ nhìn ra tất cả các nghĩa địa kia, thấy người đứng đây nhóc đó. Wow, cái ngày đó là một ngày đặc biệt trên thế giới này. Một cái ngày diệu kỳ trên thế giới này. Một cái ngày mà những cái nghĩa địa đó đầy người và họ sẵn sàng để được cầu lại. Họ trỗi dậy từ dưới đất và có một thân thể mới. Một thân thể phát sáng. Một thân thể có thể đi qua tường. Một thân thể có thể là muốn đi chỗ nào thì chỉ cần suy nghĩ là đi, giống như Chúa Giê-xu vậy đó. Các môn đồ đóng kín cửa lại, tự nhiên Chúa Giê-xu xuất hiện chính giữa và họ bảo ma sợ đó. Nhưng mà cái thân thể mới đó là thân thể mà thời gian không gian không ảnh hưởng đến, cây trụ bức tường này không ảnh hưởng đến, những người đó sẽ sống lại. Rồi nhìn tiếp theo, tiến trình thứ ba là những người tin nhận Chúa Giê-xu đang sống thì sẽ được biến hóa. Ví dụ như tôi đang sống này mà tôi được cất lên thì lập tức cái thân thể tôi sẽ biến hóa, nháy mắt biến thành một thân thể khác, biến thành một thân thể không còn hư nát nữa, một thân thể không còn bệnh tật nữa, một thân thể không còn đau đớn nữa, một thân thể không có một cái khiếm khuyết nào nữa, một thân thể đó sẵn sàng được cất lên. Anh em thấy sau khi người qua đời có thân thể mới này, sau khi cái người đang sống được biến hóa này thì cả những người đó được cất lên không trung và gặp Chúa, ở với Chúa đời đời. Và khi tất cả mọi người được cất lên rồi, Chúa Giê-xu đem họ về thiên đàng và có một tiệc cưới chim con ban đầu diễn ra. Sau khi tiệc cưới chim con diễn ra xong ở trên thiên đàng thì anh em đọc trong Giăng chương 19, Khải Huyền chương 19 sẽ thấy Chúa bắt đầu tái lâm cùng với muôn vàng thánh để xét xử thế giới loạn lạc hư nát bất kính thánh này và chuẩn bị 1000 năm hòa bình. Ý nghĩa của việc Chúa Giê-xu trở lại để cất hội thánh lên là gì thưa anh chị? Ý nghĩa đó trong kinh thánh cho chúng ta biết, đó còn gọi là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Linh của chúng ta hiện nay đã được cứu rồi, tôi và bạn trên đã được tái sanh rồi, tôi và bạn trên đã được biết Chúa Giê-xu, biết Đức Chúa Trời, biết thờ phượng Ngài rồi. Hồn của chúng ta đang trong quá
trình biến đổi bởi lời Chúa, bởi Thánh Linh của Chúa. Nhưng mà xin thưa ông bà chị em, cái thân thể chị em thì vẫn y nguyên. Trước khi tin Chúa nó làm sao, sau khi tin Chúa nó vẫn vậy. Chúa thương xót, Chúa chữa cho những bệnh tật, Chúa thương xót, Chúa chăm sóc cho nó khỏe hơn mỗi ngày. Nhưng mà thân thể anh em mỗi ngày mà phải chống trả lại với những điều hư nát của thế gian này. Amen không gian? Một ngày nào đó bạn cảm thấy đau đớn, thời tiết mà thay đổi, gai bạn thấy trong gan, rồi bụi bặm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu không khí, chất lượng không khí xuống đến cái là mũi ai cũng nghe hết, ngủ dậy là con như sụt sạt sụt xịt. Cái thân thể này là thân thể cực kỳ dữ dội. Cho nên cái lễ đạo mà cứu chuộc thân thể là lễ đạo được ghi trong Kinh Thánh. Và mỗi một anh em mình chờ ngày Chúa trở lại là thực sự chúng ta chờ ngày cứu chuộc thân thể chúng ta. Roma chương 8 câu 23 chép như thế này: không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ các trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng. Than thở điều gì ạ? Đang khi trong đời sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Anh em thấy không? Rõ ràng bây giờ nếu anh em mình mà có một thân thể đời đời như Chúa Giêsu, không còn bệnh tật, không còn gì nữa, giả dụ đang dưới đất này, thì việc gì phải than thở? Ăn không cần ăn, uống cũng không cần uống, cần thì ăn chơi tí cho vui, đưa bánh đưa cá để ta ăn cho vui, không cần thở thì thôi, chứ mình than thở làm gì? Cho nên chúng ta đang than thở và muôn vật đang than thở. Chúng ta mỗi ngày phải tranh đấu, mỗi ngày phải xin Chúa thêm sức mạnh để chiến thắng nan đề, bởi vì thân thể chúng ta chưa được cứu. Chỉ mọi cái lý do là thật. Cho nên trong truyền đạo có một câu rất hay: cả một đời con người lăn lộn bởi vì cái miệng của người đó. Nó ăn gì, uống gì, mặc gì, mà cái miệng là nó tiêu tốn cực kỳ. Có cái ông kia, ông thống kê cả một đời người 60 tuổi là cái miệng này không á, nó tiêu thụ 65 to tàu bỏ thức ăn. Chúng không tính cực kỳ chính xác đấy, ăn khủng khiếp. Mà cái miệng nó nhỏ thì mà ăn 65 to. Ôi da. Cho nên thật sự đời sống của chúng ta, khi thân thể chúng ta chưa được cứu chuộc, chúng ta than thở, chúng ta tranh đấu, chúng ta làm tất cả mọi điều để thỏa mãn cái thân xác, để đáp ứng nhu cầu cho nó. Nếu không thì là chết. Nhưng anh em ạ, hãy mừng đi, khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta chấm hết cuộc đời than thở đó. Amen. Chúng ta sẽ có thân thể mới, chúng ta sẽ có thân thể mà bay lượn trong không trung, chúng ta sẽ có thân thể đi qua tường không có thời gian không gian, chúng ta có thân thể chiếu sáng vinh hiển, chúng ta có thân thể không còn hư nát nữa như chính Chúa Giêsu. Đó là điều mà tôi và bạn chị em cần phải trong đời. Hoặc là trong sách Philip chương 3 câu 21, Chúa chép rất rõ: Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mặt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục vụ mọi người. Nhận ra không? Chúa sẽ biến hóa. Khi Chúa trở lại, Chúa sẽ biến hóa. Khi Chúa trở lại, tự động chúng ta sẽ biến hóa. Hoặc là dân, sứ đồ dân chép trong dân nhất chương 3 câu 2: hỏi anh em rất yêu dấu, chính lúc này chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như bóng tỏ thật vậy. Đó là hy vọng của chúng ta. Sự biến hóa thân thể, sau khi đó rồi thì tất cả chúng ta được cất lên không trung gặp Chúa và với Chúa. Anh chị em ạ, đây phải là điều mà chúng ta trong đời. Có người hỏi rằng, thế thì thời điểm nào? Thời điểm nào Chúa sẽ trở lại? Kinh Thánh chép không biết. Kinh Thánh chép Chúa sẽ trở lại như kẻ trộm trong đêm khuya. Tối nay có thể đến, mai có thể đến, không ạ? Cho nên Chúa Giêsu khuyên chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 24 rằng: vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình đến. Hãy tỉnh thức. Nói đây cũng để nhắc nhở chúng ta, nếu có ai đó giảng cho anh chị em rằng là ngày nọ Chúa sẽ trở lại, nếu cái ai đó giảng cho anh em là năm 2037 là năm chấm hết, hội thánh sẽ được cất lên, đừng tin. Bởi vì tiên tri giả bây giờ nhiều lắm. Amen nha. Tiên tri giả nhiều lắm. Ở Hàn Quốc, ở Mỹ, người ta giảng như cái đó. Và người ta nói rằng tối nay là chấm hết rồi, cho nên tất cả phải lên núi chờ.
và muốn cho nó nhanh thì nhào đầu xuống tự sát hết đi, lên trời cho nhanh và chết cả đám luôn. Còn có những cái giáo lý họ giảng tất cả chấm hết rồi, bây giờ chuẩn bị tận thế, mua mì tôm, mua tất cả mọi thứ vào trong hang núi chờ, lấy hòn đá lắp cửa hang lại, chờ họ chẳng thấy đâu, chết đói hết trong đó. Và rất là nhiều những cái tôn giáo khác nhau, giả mạo khác nhau, nó sẽ giảng cho anh em để lừa dối chúng ta. Nhưng Kinh Thánh chép rằng không ai biết được ngày giờ Chúa trở lại, không ai biết. Cho nên đừng có tin bất cứ một người nào và đứng lên nói rằng tôi vừa thấy Chúa hiện ra hồi tối, bảo với tôi rằng mai ngày đến. Đừng tin, cái đó là Chúa nào hiện cho Satan hiện rồi, đúng, Satan giả mạo hiện ra. Không tin, đừng tin, chỉ tin những gì Kinh Thánh nói mà thôi. Anh em chết, cho nên đừng để mắc lừa đó. Và Chúa khuyên chúng ta, Chúa nói rằng chính anh em biết rõ ngày đó, biết rõ như thế nào, ngài sẽ đến như kẻ trộm trong anh em, ngài sẽ đến như kẻ trộm trong anh em. Và ngài đến rất bất ngờ, ngài đến rất bất ngờ. Nếu anh chị em mình đọc trong Matthew chương 24 câu 37 và 39 sẽ thấy Chúa nói sao, cái thời của ông Noe như thế nào, thì ngày Chúa trở lại giống như thế. Ông Noe ông bỏ 100 năm để ông đóng chiếc tàu, dài 50, hình như là 50 thước, cao 30 thước, rộng 20 thước. Ông đóng chiếc tàu đó và một trong lúc ông đóng, ông đi nói với mọi người: mọi người ơi, chúng ta sẽ có nước lụt xuống chết hết thế giới này, sẽ có nước lụt đến và mọi người chết hết, cho nên chuẩn bị đi, ai tin tôi thì đóng một chiếc tàu giống như đó nè, đến đây tôi chỉ cho, rồi gia đình dòng họ làng xóm thành phố nó chui vào tàu. Ông bỏ 100 năm đóng tàu, và vừa đóng tàu vừa đi giảng, vừa đóng tàu vừa giảng. Mọi người bảo sao anh chết, mọi người cười, ông này thần kinh rồi, cả trăm năm nay đã thấy giọt mưa nào đâu mà ông bảo là mưa, cả trăm năm nay mặt trời vẫn đêm ánh sáng vẫn chiếu sáng cây cỏ vẫn yên bình, mưa đâu mà ông bảo là sẽ mưa. Ông nói cái chuyện gì, chuyện thần thoại. Anh chị em mình thấy bức tranh đó giống như ngày hôm nay mình đi giảng phúc âm không? Mình đến với một người, mình giảng với người ta, mình nói anh ơi, chị ơi, hãy tin Chúa Giêsu đi để được sống đời đời, nếu không linh hồn anh chị em sẽ xuống âm phủ, sẽ xuống địa ngục, Chúa Giêsu sẽ trở lại để đón xem thế giới này. Người ta nói họ ông thực tế, anh thấy đi, ông đừng có sống trên mây, bảo anh họ sẽ nói mình thần kinh, họ sẽ nói mình không thực tế, họ sẽ nói mình đi theo tôn giáo, họ sẽ nói mình thế này thế nọ. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu nói sao ạ? Cái ngày mà con người trở lại cũng y như vậy, y như cái ngày mà thầy Noe đi giảng đạo, y như cái ngày mà người ta không ngờ đến, tự động ở đâu nước lụt bọc xuống và chết sạch ra, không còn người nào. Anh chị em ơi, người ta cứ chăm lo đời này đi, rồi một ngày người ta thấy máy bay lao từ trên không trung xuống, một ngày người ta thấy xe cộ tự như ủi vào nhà mình, một ngày người ta thấy tất cả thế giới này rối loạn, một ngày người ta sẽ thấy lửa khói bốc lên khắp mọi nơi. Đó là ngày Chúa trở lại anh chị. Nhưng hãy cảm ơn Chúa đi, lửa khói đó chỉ đốt cháy thế giới này thôi, còn anh chị em mình đã được cất lên không trung rồi. Amen. Đó là niềm hy vọng của chúng ta, đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta phải sẵn sàng cho điều đó, chúng ta phải sống sẵn sàng để chờ đợi điều đó. Cho nên cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra đến toàn thế giới, chứ không phải chỉ một vùng nào. Tại sao tôi biết điều đó? Anh em đọc Kinh Thánh đó, nhiều khi không để ý, nhưng khi mà mình đọc Kinh Thánh mà mình để ý, mình thấy rất là thú vị. Chúa Giêsu nói như thế này nha: lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi còn một người bị để lại. Anh em thấy không? Hai người nam đang cày ruộng ở trong đồng ruộng, nhưng mà một người bị mất, còn một người thì vẫn tiếp tục cày. Rồi sao Chúa nói sao? Đó là Ma-thi-ơ chương 24. Còn trong Luca chương 17 thì Chúa chép câu 34: ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó hai người nằm chung giường, một người được rút đi, một người thì để lại. Ý tôi muốn nói điều gì? Người mà làm ruộng thì làm ban ngày hay làm ban đêm? Người mà ngủ, ngủ ban ngày ban đêm? Vậy thì Chúa trở lại cả trái đất. Có phải trái đất chúng ta hiện nay mình là ban ngày, phía bên kia là ban đêm không? Mình là ban ngày, nhưng mà ở nước Mỹ bây giờ đang ban đêm, Châu Phi đang ban đêm. Cho nên ở Châu Phi đang ngủ thì hai người, một người cất, một người ở, còn ở mình đang cày ruộng thì một người bỏ lại người đi.
lời của Chúa rất chính xác. Chúa đến toàn cầu. Chúa đến không phải chỉ nước Việt Nam, Chúa đến không phải chỉ nửa đất cầu này, Chúa đến cả trái đất này luôn. Một bên ban đêm, một đêm ban ngày. Nhưng người nào là người sẵn sàng, người đã được vấn đề. Bất kể là lúc đang ngủ hay đang thức. Anh em thấy được ai ngủ không? Các người nói xin Chúa ơi, lỡ con đang ngủ thì sao Chúa? Nhưng mà yên tâm, khi Chúa đến dù anh em đang ngủ cũng được vấn đề. Nếu anh em là mới, tại sao? Cho nên bảo cái chuyện cày ruộng này là tôi thấy nó hơi chắc là mình đang cày ruộng. Phải cày ruộng. Chứ còn đọc xuống câu này tự nhiên tôi thấy được an ủi. Cảm ơn Chúa, nếu con đang ngủ say thì vẫn được lúc đây, nếu con được tại sao? Cho nên yên tâm đây nha anh chị em, đừng có lo về chuyện mình đang thức hay đang ngủ. Nếu tôi không nói rõ điều này, biết đâu có anh chị em nào đã về và không giờ mình thức. Chúa đừng nghĩ đâu thiệt cảm không ạ. Cho nên lời của Chúa cực kỳ được được khích lệ. Kinh Thánh chép chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải sẵn sàng chờ đợi giây phút đó. Cho nên lời chia sẻ của tôi ngày hôm nay là gì nhé? Chúa chúng ta rất tốt, Ngài đến để cứu chuộc chúng ta, Ngài đến để ban cho chúng ta tất cả mọi điều để sống một đời tin kính trên đất này, không thiếu gì cả. Nhưng mục đích của Ngài là muốn rước được chúng ta về nhà. Mục đích của Ngài không phải là chỉ thấy muốn chữa lành thân thể anh em rồi anh em bị bỏ lại dưới đất này. Anh em thử nghĩ đi, nếu thân thể mình hôm nay được chữa lành bệnh rồi khi Chúa quay trở lại mình bị bỏ dưới đất này thì chữa lành để làm cái gì? Phải không? Nếu ngày hôm nay Chúa đến đủ quỷ cho anh em, để anh em được sống tự do, để anh em được thanh thản, để anh em tiếp tục sống theo ý riêng của mình, để rồi ngày Chúa quay trở lại anh em bị bỏ lại thì đủ quỷ cả anh em. Cho nên tôi muốn nhắc nhở tất cả anh chị em chúng ta rằng cái điều mà Chúa muốn làm cho tất cả chúng ta, cái điều Chúa trông đợi trong tất cả đời sống chúng ta, đó là khi Ngài trở lại, Ngài thấy đức tin anh em đầy dậy. Khi Ngài trở lại, Ngài thấy đời sống tâm linh anh em là sẵn sàng để được cất lên. Đừng mãi mê về đời này. Cho nên trong Cô-lô-se cũng có nói, hãy tìm các sự trên trời là nơi anh em ngồi ở đất này. Bởi vì anh em đã chết với thế gian rồi. Một cái người đã chết rồi thì không còn ham muốn nữa. Một người chết rồi thì không còn muốn ngoại tình tà dâm trộm cướp gian dối nữa. Một người chết rồi thì không còn giận dữ đánh chém thù hận nữa. Một người chết rồi thì chẳng biết gì cả. Chúa muốn chúng ta hãy chết với những điều ác của thế giới này, nhưng sống cho những điều tốt đẹp của Chúa Giêsu. Amen. Sống cho những điều mà chúng ta đang trong đời. Bởi vậy để kết lời giảng buổi chiều hôm nay, buổi sáng hôm nay, tôi đọc cho anh chị nghe câu kinh thánh mà Chúa Giêsu bởi thánh đồ của Ngài viết ra. Nhưng hỏi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nói ngày đó đến thành lần cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dỡ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dỡ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy và sự cứu rỗi làm bảo trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng định cho chúng ta được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu. Anh em thấy sứ đồ Phaolô khuyên rằng chúng ta phải tỉnh thức, sống dè dỡ, tiếp độ. Đừng bao giờ bị lôi cuốn vào thế giới này. Thế giới này vô tối tăm. Thế giới này đầy cạm bẫy. Thế giới này đầy dẫy những điều khiến cho tâm linh của anh chị em bị sa sút, khiến cho đời sống con người bề trong của chúng ta mất tỉnh thức. Rồi chúng ta phản bội, rồi chúng ta xa lìa ơn cứu rỗi của Ngài. Để rồi ma quỷ đến, nó bắt lấy linh hồn chúng ta và nó khiến chúng ta làm theo ý nó. Nghĩa là nó khiến chúng ta ở nơi tối tăm, trong khi ánh sáng thì mình không bước vào mà bước vào sự tối tăm. Trong khi Chúa bảo mình tỉnh thức thì mình cứ ngủ gật ngủ gà ở trong thuộc linh. Và anh chị em ơi, nếu chúng ta sống trong tình trạng đó, liệu con Đức Chúa Trời kêu một tiếng trên không trung mình có nghe được không?
tôi nghĩ rằng sẽ không nghe được. Và cơ hội đã tuột mất. Cơ hội đời đời đã tuột mất. Cơ hội tuột mất có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh chị em phải ở lại để hưởng 7 năm đại nạn ở trên đất này trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Và 7 năm đại nạn này, anh chị em đọc trong Kinh Thánh sẽ biết, người ta muốn chết mà chết không được. Người ta nói rằng đá ơi hãy đổ lên đầu tôi để tôi chết đi. Không chết được. Chưa có cái khổ nào khổ trong bằng 7 năm đại nạn. Bởi vì ma quỷ lúc đó nó có quyền để hành hạ tất cả mọi người. Ma quỷ lộng hành, ma quỷ dạy chết, ma quỷ đang biết thời kỳ cuối của nó. Và nó khiến cho thế giới này đảo điên. Đảo điên. Anh chị em ạ, Chúa yêu chúng ta, cho nên Chúa đã trở lại để cất chúng ta trước 7 năm đại nạn. Anh chị em đã thấy điều đó không? Đó là tình yêu đời đời của Ngài. Đó là sự nhân từ vĩnh cửu của Ngài. Đó là lòng thương xót không tả được bằng bút bằng mực của Ngài. Vì Ngài yêu hỡi thật. Cho nên hỡi anh chị em ạ, hãy tỉnh thức. Tôi vẫn phải nhắc lại như Phi-rơ đã nhắc, đời này là một quán trọ. Chúng ta đang hành hương về cõi đời đó. Chúng ta đang đi tìm quê hương thật của chúng ta. Nơi đó chúng ta có Chúa Giê-xu. Nơi đó chúng ta có Đức Chúa Trời. Nơi đó chúng ta không còn phải chịu nhiều đau đớn nữa. Không bất cứ một điều gì nữa. Chúng ta hãy hướng lòng mình về điều đó. Amen chứ. Cho nên dù khi đang ở trên đất này, anh chị em có một chút hoạn nạn, có một chút đau đớn trong thân thể, có một chút gì đó đang cảm thấy không hài lòng, thầy hãy nở nụ cười đi. Cảm ơn Ngài. Tất cả đau đớn của con rồi sẽ qua. Tất cả những gì trên đất này chỉ là tạm thôi. Nhưng cõi đời đời của con là hạnh phúc vô biên. Cõi đời đời của con là bình an vui mừng mãi mãi. Amen chứ. Cho nên khi mình nhìn vào điều đó, thầy sứ đồ nói rằng những hoạn nạn tạm và nhẹ tôi coi như không. Chẳng cái gì sẽ. Cho nên tôi rất lấy làm buồn khi có một vài con gái Chúa gặp một chút hoạn nạn đã đòi bỏ Chúa. Gặp một chút đau đớn là thôi bỏ Chúa cho rồi. Kiểu này không ổn. Đi theo Chúa khổ quá. Không ạ. Trong khi Satan là kẻ gây lên điều đó, không bỏ nó mà đòi bỏ Chúa. Đó là điều rất đại lục. Anh em nghĩ đi. Hoạn nạn xảy đến là do Satan làm ra. Đáng lý đem nó, tao phải bỏ mày Satan. Nhất định hôm nay tao quyết định bỏ mày. Chúng ta mới đòi bỏ Chúa. Nhưng mà Satan đã lừa sao? Cứ hoạn nạn đòi bỏ Chúa. Công nhận cái thằng đã lừa giỏi thế. Đó là tâm trí con người. Cho nên là anh em, thay cho lời kết, chúng ta hãy nghĩ về điều tốt lành của Chúa. Chúng ta đang đợi Chúa trở lại để rước chúng ta về với Ngài. Chưa hết đâu, Chúa Giê-xu tái lâm, anh chị em mình sẽ được đông cai trị với Chúa Giê-xu. Cho nên hôm nay, nếu Chúa ban cho anh chị em 3 ta lân, hãy làm lời ra. Nếu Chúa ban cho anh chị em 5 ta lân, hãy làm lời ra. Đừng đợi khi Chúa đến nói, Chúa ngày ban cho con 1 ta lân, con trông dưới đất, bây giờ giờ thế này. Chúng ta sẽ chẳng có phần thưởng nào cả. Sống trong cõi đời đời, chúng ta phải trông đợi phần thưởng. Sứ đồ Phao-lô, ông nói ông chiến đấu cả đời, là bởi vì máu triều thiên vinh hiển của ông đã được danh sạch. Ông chạy có mục đích. Ông hầu việc Chúa có mục đích. Không phải ông chạy bơ vơ, không phải ông đánh gió. Tại sao hôm nay tôi hầu việc Chúa? Tại sao hôm nay tôi phải cầu nguyện, tôi phải đọc Kinh Thánh, tôi phải giảng lời Ngài, tôi phải chăm sóc, tôi phải cầu nguyện cho mọi người? Tại sao anh em phải đi giảng phúc âm? Tại sao anh em phải dâng hiến tiền bạc? Tại sao anh em phải đi chăm sóc hội thánh? Tại sao anh em phải đi lau ghế nhà thờ? Tại sao anh em phải đi đón rước người nọ, đón rước người kia vào cõi đời đời? Anh em làm chỉ để làm thôi sao? Không. Làm vì phần thưởng trên thiên đàng. Cứ phải nói thật là như vậy. Không ai cho không ai cái gì cả. Đúng anh em? Phải hầu vì Chúa phải có mục đích. Cho nên khi chúng ta biết mình làm vì cái gì, thì chúng ta không có làm bằng món trắng. Chúng ta không nói sao Chúa ơi, con làm mà cái thằng kia nó lâu, bắt một lâu xuống. Nhường phần thưởng cho anh em đấy. Anh em có phải không anh em? Còn ai không làm ráng chịu. Và lên trên đó là chỉ trọc lóc thôi, chẳng có cái gì cả. Và cho nên chúng ta làm bởi vì chúng ta trông đợi phần thưởng từ Chúa Giê-xu.
Ngài sẽ trở lại và đem phần thưởng của Ngài đem. Và xin nhớ rằng chúng ta sẽ đồng cai trị với Chúa. Chúa chúng ta thật sự nhân từ. Và tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa còn sống và đi lại trong hội thánh. Chúa tiếp tục làm công tác của Ngài là công tác cứu rỗi linh hồn. Cho nên anh em, nếu có cơ hội, hãy chia sẻ phúc âm cho người nào chưa biết Chúa. Trong sách Đa-nhiên chương 12, người nào mà đem nhiều người về với sự công chính sẽ cháy sáng mãi như ngôi sao trên bầu không, chiếu sáng đời đời mãi mãi. Cho nên Chúa Giê-xu đặc biệt để ý đến những người nào mà đưa nhiều linh hồn trở lại. Đó là nhiệm vụ cực kỳ cấp bách, cực kỳ cần thiết, cực kỳ đầu tư rất nhiều trong thời đại thánh linh này. Trước khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài cũng bảo các môn đồ làm điều đó: hãy giảng phúc âm, hãy nói tin lành, vì tin lành là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Chồng mình, vợ mình, cha mình, mẹ mình, người thân của mình, chắc chắn họ cũng cần được cất lên, chẳng lẽ bỏ lại. Cho nên anh chị em, sứ điệp hôm nay tôi khích lệ tất cả chúng ta hãy sống toàn bộ thời giờ của mình cho mục đích của vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là sức mạnh của hội thánh, đó là sức mạnh của dân tộc, đó là sức mạnh của gia đình, mà cũng là cái điều mà Chúa Giê-xu mình mong đợi. Amen. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng Chúa sẽ đặt những điều đó vào lòng anh em hôm nay. Điều đó là điều gì? Tất cả anh em mình phải sống và trông đợi sự trở lại của Chúa Giê-xu. Tôi cũng vậy, mỗi ngày tôi sẽ nói: Chúa hãy trở lại, hãy trở lại để chúng con được vui hưởng còn đời đó. Vì Ngài quá nhân từ nên Ngài đã tiếp rước chúng con trước khi Ngài tái lâm để đón xét thế giới này. Tôi thường cầu nguyện: Chúa, Ngài đã không để cho chúng con phải đau đớn trong những hoạn nạn của thế gian này. Ngài không liệt chúng con vào những kẻ phải đứng hầu tòa ở trước tòa án của Ngài. Thực ra chúng con không tốt hơn người khác, nhưng chúng con được Ngài yêu thương, chúng con được Ngài chọn lựa, chúng con được Ngài bày tỏ lòng nhân từ và sự thương xót. Có đúng không chị? Mình có tốt hơn người khác đâu, mà sao lại mình được hưởng ân điển, mà sao mình lại hưởng được tình yêu, sao mình lại hưởng được sự nhân từ, sao Chúa lại chữa lành cho mình, sao Chúa lại ban ơn cho mình? Tất cả những câu hỏi tại sao đó không một lời giải thích nào giải thích được, chỉ có một nói một từ thôi, đó là bởi vì Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Chúa yêu tôi vô điều kiện, Chúa yêu ông bà vô điều kiện. Hôm nay Chúa chữa lành cho anh chị em cũng vô điều kiện. Nhưng anh chị em nên nhớ một điều là mục đích Chúa chữa lành cho chúng ta là để chúng ta phục vụ vương quốc của Đức Chúa Trời. Không phải Ngài chữa lành thân thể chúng ta để rồi chúng ta sống theo ý riêng của mình. Vô nghĩa, vô nghĩa. Ân điển của Chúa là để dạy chúng ta sống một đời sống tin kính ai hết. Tin kính. Tin kính. Cho nên tất cả anh em mình hãy sẵn sàng cho điều đó. Sẵn sàng cho điều đó. Hãy suy nghĩ trong tâm lòng của mình và hứa nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy giúp con sẵn sàng. Hãy giúp con sẵn sàng khi tin kế của Ngài đến. Hãy giúp con sẵn sàng để khi Ngài gọi, lòng của con biết rằng Ngài đang gọi con. Ngài đang gọi. Điều đó là cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Anh em, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên xin Chúa sứ điệp ngày hôm nay chạm đến tấm lòng của tất cả chúng ta. Chúng ta nói nhiều về quyền năng, chúng ta nói nhiều về Đức Thánh Linh, chúng ta nói nhiều về sự chữa lành, chúng ta nói rất nhiều điều. Nhưng thật sự điều cốt lõi của sự cứu chuộc chúng ta là ngay chúng ta trở về với Chúa Giê-xu. Anh em, hallelujah. Và cũng như vậy, tôi biết rằng tất cả những nan đề của anh chị em ngày hôm nay ngồi đây, bởi lòng nhân từ vô điều kiện của Chúa, Chúa sẽ chữa lành. Nên anh chị em nào có những tờ giấy đó, chúng ta hãy đưa ra lần trước. Chúa đến và Ngài làm những điều diệu kỳ trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa.
anh em hãy sẵn sàng những tờ giấy đó. Tôi biết rằng Chúa là đấng đầy dạy sự nhân từ. Cho nên thưa anh chị em, món quà cứu rỗi đã dành sẵn cho chúng ta. Tất cả hội thánh mình cứ ngồi yên một chỗ, chúng ta vẫn luôn luôn ở trong trạng thái thờ phượng này. Thần của Chúa đang ở đây. Và anh chị em biết rằng Chúa chữa lành cho anh chị em để rồi anh chị em sống một đời sống tin tưởng, chờ đợi Chúa Giêsu trở lại đón rước mặt trời. Trước khi chúng tôi cầu nguyện cho những anh em đang thánh đàn, một lần nữa tôi kêu gọi ở đây đây. Có anh chị em nào, ông bà nào mà chưa bao giờ mình nói rằng là Chúa Giêsu hãy cứu lấy linh hồn con. Nghĩa là anh chị em chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu như là một đấng cứu chuộc đời sống mình. Tôi kêu gọi tất cả những anh chị em đó hôm nay hãy dâng linh hồn mình để Chúa Giêsu vào trị. Phần thưởng dành cho anh chị em, sự cứu chuộc dành cho anh chị em, sự sống đời đời dành cho anh chị em, và cuộc đời của anh chị em tràn đầy hy vọng. Anh chị em không chết mất trong cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời nơi mọi bên này. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.